thường xá xa xôi đã tụ tập về đây để chia sẻ và cầu nguyện cho Lucia. Gia đình chúng tôi hết sức cảm động. Ước gì lời cầu nguyện của quý vị được Chúa nhận lời và sớm đưa linh hồn ông Lucia là người thân của chúng tôi về hưởng nhan thánh Chúa, và lễ tang của chúng tôi còn tiếp tục trong một số ngày nữa. Và xin quý vị nhân lời cầu nguyện để cho công việc của chúng tôi khi đưa linh khí của ông Lucia về quê hương về Việt Nam. Xin trong lúc tham gia chúng tôi bố lối nhiều sự sót, xin quý vị nhân tình tha thứ, xin đồng bái tạ.